Người đến 50 tuổi, cứ ăn 5 loại rau này càng nhiều càng tốt, sẽ kéo dài tuổi thọ không lo bệnh tật. Bà con cô bác thân mến, rau là một phần thiết yếu của một chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học. Chúng không chỉ chứa đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ, còn có thể dễ dàng kết hợp vào mọi bữa ăn. Tiêu thụ rau xanh hàng ngày sẽ giúp tăng cường thị lực, kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa ung thư và phòng chống các vấn đề liên quan đến tim mạch cùng nhiều lợi ích cho sức khỏe khác nữa. Hiện nay trên thị trường không thiếu các loại rau xanh để các bà nội trợ lựa chọn. Tuy nhiên theo các chuyên gia sẽ có 5 loại rau cực kỳ tốt giúp chăm sóc nội tạng luôn được khỏe mạnh mà người đến 50 tuổi nên ăn mỗi ngày. Vậy thì 5 loại rau này là gì và lợi ích của nó đối với sức khỏe ra sao? Bà con cô bác hãy cùng với An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong nội dung chương trình hôm nay nhé. Chế độ ăn uống lành mạnh mỗi ngày của con người nên bao gồm rau củ quả, đặc biệt là rau lá xanh cùng nhiều mặt hàng thực phẩm khác. Nó được gọi là một thực phẩm kỳ diệu vì chứa tất cả các chất dinh dưỡng lành mạnh thiết yếu cho cơ thể như vitamin, khoáng chất, canxi, sắt và chất xơ. Ngoài việc giúp giảm cân, rau xanh còn giảm nguy cơ bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và ung thư. Một số nghiên cứu khuyên bà con nên ăn từ 2 đến 3 chén rau, nấu, hấp, chiên, xào hay là ăn sống mỗi ngày cho người trưởng thành là tốt nhất. Trong đó, rau xanh với nhiều tác dụng phải kể đến như giảm cholesterol. Các loại rau xanh như rau bina, cải xoăn giúp giảm lượng cholesterol, hay rau bắp cải thì rất giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt cho cơ thể. Chúng có hàm lượng lutein và zeaxanthin rất cao, các thành phần quan trọng cho đôi mắt của bà con, bảo vệ các điểm vàng, ngăn chặn thiệt hại do ánh sáng xanh, đồng thời cũng giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng do lão hóa. Ngoài ra, cơ thể con người chuyển đổi beta-carotene trong rau lá xanh thành vitamin A giúp giảm nguy cơ mắc bệnh quáng gà hoặc là bệnh đục thủy tinh thể. Thứ hai, kiểm soát cân nặng. Rau xanh rất ít calo, nhiều dinh dưỡng, chúng là một trong số ít thực phẩm mà bà con có thể ăn nhiều mà vẫn giảm cân. Vì vậy, chúng được khuyến khích bổ sung vào bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là bữa trưa để kiểm soát trọng lượng cơ thể dễ dàng hơn. Bà con chỉ cần ăn rau xanh hàng ngày vì chúng cũng đủ cung cấp lượng vitamin và khoáng chất cần thiết. Có một số loại vitamin được lưu trữ trong cơ thể để có thể sử dụng cho tương lai, nhưng một số loại thì lại không. Các loại vitamin nhóm B như là vitamin B1, B2, B3, B5, B6 hay B12, biotin, choline, acid folic và cả vitamin C đều là những loại vitamin tan được trong nước, không thể lưu trữ trong cơ thể và cần được bổ sung hàng ngày. Trong khi đó thì rau xanh là một nguồn thực phẩm phong phú cho một hỗn hợp đầy đủ các loại vitamin tan được trong nước này. Tiếp theo, tốt cho xương khớp. Theo thời gian thì xương khớp có xu hướng trở nên yếu đi, đặc biệt là đối với phụ nữ, dễ mắc phải các bệnh loãng xương hay nội tiết tố. Rau xanh chứa hàm lượng canxi, vitamin K rất cao, có khả năng củng cố xương, cải thiện mật độ của xương, làm chúng dày và khỏe mạnh hơn. Thứ tư, ngăn ngừa ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy tác động của chế độ ăn uống giàu rau xanh có thể phòng chống được bệnh ung thư. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, carotenoids, flavonoids, giúp chống lại bệnh ung thư dạ dày, ruột, da và ung thư vú. Thường xuyên tiêu thụ bông cải xanh, cải brucen, bắp cải sẽ kích thích cơ thể sản xuất ra các hợp chất chống ung thư như indoles, sulforaphane, isothiocyanate. Rất nhiều loại rau xanh như zobina, cải xoăn có nồng độ polyphenol và các chất chống oxy hóa rất cao, những hợp chất hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Một số loại rau khác như là rau cải xanh hay bắp cải cũng chứa lượng cholesterol thấp, đồng thời có lượng beta-carotene cao, rất tốt cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch. Trong số những loại rau xanh mà chúng ta ăn hàng ngày, không thể không nhắc đến 5 loại rau củ giúp chăm sóc nội tạng vô cùng hiệu quả. Đầu tiên phải kể đến rau bắp cải. Đây là một loại thực phẩm chứa các enzyme cần thiết giúp giải độc cho gan, làm sạch đường tiêu hóa. Các loại rau khác như rau xà lách, rau súp lơ trắng và súp lơ xanh cũng chứa các loại enzyme tương tự. Việc chúng ta ăn bắp cải hàng ngày là cách chăm sóc nội tạng đơn giản mà hiệu quả. Nếu bà con đang mắc chứng táo bón lâu ngày thì hãy bổ sung rau bắp cải vào thực đơn ăn uống hàng ngày vì trong rau bắp cải có chứa rất nhiều chất xơ cùng các chất tốt cho hệ thống tiêu hóa của bà con. Vì vậy, bắp cải là một trong những loại thực phẩm giúp điều trị chứng táo bón cực kỳ tốt. Nước ép từ rau bắp cải còn có tác dụng trong việc làm lành các vết loét và tổn thương rất hiệu quả, đặc biệt là việc điều trị loét ở dạ dày. Vì vậy, nếu bà con đang bị viêm loét dạ dày tá tràng thì có thể bổ sung thêm nước ép từ rau bắp cải hàng ngày để cải thiện và điều trị được căn bệnh này. Mỗi ngày nên ép khoảng 1.000ml nước bắp cải, sau đó chia làm nhiều lần và sử dụng trong ngày. Mỗi lần uống thì bà con sử dụng khoảng 200-250ml để đạt được hiệu quả như mong muốn, có thể thêm một chút đường vào hoặc là một chút muối để dễ uống hơn. Uống trong vòng 2 tháng để cải thiện tình trạng,
nếu sử dụng không có biến chứng gì thì bà con có thể sử dụng chung với các loại thuốc chữa đau dạ dày khác để tăng hiệu quả chữa trị. Vì vậy nên đang gặp tình trạng loét dạ dày hoặc là dạ dày tá tràng thì người bệnh nên sử dụng một nửa cốc nước ép lá cải vào mỗi sáng sớm và sử dụng khi đi ngủ để bệnh tình của mình được thuyên giảm và cải thiện hơn. Thứ hai, ớt chuông đỏ giúp bảo vệ tim mạch. Ớt chuông đỏ là một sự lựa chọn tốt nhất cho những người có vấn đề về sức khỏe và thận. Trong ớt chuông đỏ có chứa rất ít kali, đồng thời có chứa nhiều vitamin A, B, C, acid folic và các chất xơ có lợi cho khả năng tăng cường chức năng của thận. Ngoài ra, ớt chuông đỏ cũng có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể và chống lại một số căn bệnh ung thư nguy hiểm khác. Nghiên cứu cho thấy các loại rau quả và trái cây màu đỏ và hồng tươi có nhiều chất lycopene, anthocyanin thuộc nhóm phytochemical. Phytochemical là những chất chống oxy hóa chỉ có trong thực vật, tác dụng giúp cơ thể kháng bệnh, tăng cường sức đề kháng. Cà chua, ổi, dưa hấu và bưởi, ruột hồng đều thuộc họ rau màu đỏ. Các loại trái cây và rau củ màu đỏ khác như là dâu tây, mâm xôi, củ cải đường cũng có chứa chất anthocyanin, tác dụng kiểm soát huyết áp cao, phòng ngừa bệnh lý về tuần hoàn máu liên quan đến bệnh tiểu đường. Nghiên cứu cũng cho thấy việc chúng ta ăn nhiều ớt chuông cũng có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh Parkinson. Parkinson hiện nay là một căn bệnh ảnh hưởng đến rất nhiều người tại Mỹ. Và đây vốn là một bệnh rối loạn vận động thường rất khó chẩn đoán và hàng ngày bệnh càng tồi tệ hơn theo thời gian. Ngoài ra, ớt chuông còn có tác dụng trị bệnh đau bụng do lạnh, nôn mửa, tiêu chảy, kiết lỵ và làm đẹp da. Với hàm lượng lớn vitamin C, ớt chuông giúp chúng ta chống lại việc nhăn da, có nhiều beta-carotene giúp chống lại sự tấn công của gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa ở làn da. Riêng ớt vàng và ớt xanh còn giúp bảo vệ màng collagen và nuôi dưỡng các tế bào da khỏe mạnh. Thứ ba là súp lơ xanh. Bông cải xanh có chứa nhiều chất xơ hòa tan làm cho nó đã trở thành một thực phẩm tuyệt vời để chống lại bệnh cholesterol cao. Nó giàu chất dinh dưỡng và là một hợp chất giàu lưu huỳnh được gọi là sulforaphane. Chất này trong bông cải xanh cũng giúp làm giảm mức chất béo trung tính. Đặc tính kháng viêm và nguồn dồi dào chất chống oxy hóa của súp lơ thúc đẩy tiến trình thanh lọc cơ thể, đồng thời trì hoãn lão hóa nhờ ngăn ngừa mọi tổn thương do gốc tự do gây nên. Súp lơ còn chứa nhiều vitamin C, acid cinnamic, beta-carotene và quercetin. Hợp chất sulforaphane có trong súp lơ giúp loại bỏ các tế bào ung thư. Rất nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc chúng ta ăn súp lơ còn có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết, buồng trứng, tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư bàng quang. Trong đường tiêu hóa, chất xơ trong bông cải xanh sẽ liên kết với axit mật, giúp cơ thể chúng ta bài tiết cholesterol dễ dàng hơn. Ăn các loại rau giàu chất xơ cũng giúp chúng ta hạn chế ăn quá nhiều, làm giảm mức chất béo trung tính của cơ thể. Bà con có thể sử dụng súp lơ để ăn sống hoặc là xào, luộc tùy thuộc vào sở thích của bà con sẽ giúp nó trở thành một món ăn rất tuyệt vời cho sức khỏe của bà con. Trong súp lơ cũng chứa các hợp chất có khả năng làm sạch cơ thể, lọc các tạp chất trong máu, hỗ trợ điều trị và bảo vệ thận một cách hiệu quả hơn. Thứ tư, đậu đen tốt cho thận. Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội, đông y đánh giá rằng thận là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, được xem là gốc rễ và nền tảng của sự di chuyển và hoạt động của sự sống. Thận được thực hiện chức năng sinh dục, tiết niệu, nội tiết, xương cốt, huyết dịch cho đến công năng của hệ thống thần kinh. Trong thận chứa nguyên âm và nguyên dương, cũng được gọi là thận âm và thận dương. Thận cũng liên quan mật thiết với các tạng phủ khác nhằm thực hiện điều hòa chức năng sinh lý khác của cơ thể. Đậu đen, nhỏ đen và các thực phẩm có màu đen đều rất tốt cho thận. Đậu đen và các thực phẩm thuộc họ đậu khác thì giàu chất xơ, tác dụng hạ cholesterol, giúp ngăn ngừa đường huyết tăng nhanh sau mỗi bữa ăn, nên cực kỳ có lợi cho bệnh nhân tiểu đường, người mắc hội chứng kháng insulin hoặc hạ đường huyết. Khi kết hợp với các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, đậu đen cũng cung cấp một nguồn chất đạm chất lượng cao và gần như là không có chứa chất béo. Thứ năm, cà tím bảo vệ não bộ. Trong đông y thì cà tím được ghi nhận là một loại rau có tính năng cực hàn, thanh can, giáng hỏa, lợi tiểu, nhuận tràng, chỉ huyết, hóa đàm, thanh nhiệt, giải độc. Bên cạnh đó, cà tím còn có vị ngọt, tác dụng tiêu ung nên được sử dụng làm thuốc để chữa các chứng ung nhọt, lở loét. Theo đó thì ở y học hiện đại, các nhà nghiên cứu đã tìm ra và cho thấy rằng cà tím có chứa hàm lượng vitamin P cực kỳ phong phú. Đây là chất có tác dụng tăng cường chất kết dính giữa các tế bào trong cơ thể, bảo vệ huyết quản và phòng ngừa các triệu chứng xuất huyết. Cà tím chứa nhiều chất chống oxy hóa và có nguồn gốc từ thực vật như anthocyanin, phenolic, tác dụng loại bỏ các gốc tự do oxy hóa. Thử nghiệm cho thấy rằng những con thỏ mà ăn cà tím không phát triển các mảng bám trong não, ngay cả khi chúng ăn các thực phẩm có nhiều cholesterol. Các hoạt chất trong cà tím bám lấy cholesterol từ thực phẩm trong đường ruột, vì vậy ngăn chặn chúng hấp thu vào máu. Không những vậy, cà tím còn chứa ít calo và sẽ là thực phẩm cực kỳ thích hợp cho những ai có nhu cầu giảm cân.
Bên cạnh đó thì magie, canxi, vitamin A dồi dào trong cà tím còn có tác dụng cải thiện cấu trúc của xương, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Rau xanh mang lại rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên không phải ăn càng nhiều rau sẽ càng tốt, mà bà con cần biết ăn bao nhiêu mỗi ngày là đủ. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì đối với một người trưởng thành khỏe mạnh, lượng rau chúng ta nên ăn mỗi ngày là 300-400g. Đặc biệt các loại rau xanh có lá màu sẫm được khuyến khích là hãy sử dụng nhiều hơn bởi chúng cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất cho cơ thể tốt hơn. Đối với trẻ nhỏ thì lượng rau xanh cần trong mỗi khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ thấp hơn so với những người lớn và có sự biến động theo từng độ tuổi khác nhau. Cụ thể, đối với trẻ từ 7 đến 12 tháng cần khoảng 20g rau xanh cho mỗi bữa ăn, trẻ từ 1 đến 2 tuổi là 30g và trẻ từ 3 tuổi trở lên là 4 đến 50g. Để nuôi sống và duy trì tất cả các hoạt động thường ngày, cơ thể không chỉ cần một vài chất dinh dưỡng mà cần rất nhiều các chất dinh dưỡng khác nhau từ nhiều nguồn thực phẩm đa dạng phong phú. Trong đó có 3 nguồn dưỡng chất không thể thiếu là protein, carbohydrate hay tinh bột và chất béo. Vậy nên bà con cần lưu ý là không nên ăn các loại rau hoàn toàn cho chất béo hay là tinh bột để có thể giảm cân. Hãy cân bằng các chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của mình một cách khoa học và hợp lý. Sau khi đã biết được ăn bao nhiêu rau mỗi ngày là đủ, bà con cần lưu ý đến một số điều dưới đây để tận dụng được tối đa các dưỡng chất có trong rau. Màu sắc rau là biểu hiện rõ nhất của các loại vitamin có trong nó. Vậy nên để có thể bổ sung đầy đủ các dưỡng chất có trong rau, bà con cần sử dụng nhiều loại rau với nhiều màu sắc khác nhau, đỏ, xanh, tím, vân vân. Các loại rau sống khi ăn sẽ bảo tồn được lượng enzyme thực vật tốt nhất. Vậy nên đối với những loại rau mà có thể ăn sống được, bà con hãy cố gắng là làm quen và sử dụng chúng thường xuyên. Đối với những loại rau không được ăn sống hoặc không thể ăn sống, hãy ưu tiên luộc hoặc hấp để đảm bảo lượng calo có trong rau không bị tăng lên, cùng với đó là một lượng dưỡng chất và cùng với khối lượng rau không thay đổi. Có thể sử dụng một lượng vừa phải rau được chế biến bằng cách lên men tự nhiên, nhưng chúng ta không nên ăn dưa khú, dưa muối quá chua, dưa muối sổi vì chúng đều không có lợi cho sức khỏe của bà con. Bà con cũng có thể lựa chọn những loại rau xanh, kết hợp chúng lại với nhau và tạo thành các món salad, món canh giúp thưởng thức đa dạng hơn hương vị của các loại rau bà con nhé. Bà con cô bác thân mến, nếu là người thường xuyên theo dõi các chương trình trên kênh An Tâm Sống Khỏe, có lẽ bà con sẽ thấy là chúng tôi luôn nhấn mạnh về những lợi ích và tầm quan trọng của việc kết hợp rau xanh vào chế độ ăn uống mỗi ngày của mình. Cùng với đó là kết hợp tập luyện để có thể có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cô bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.